Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 2, trang 57, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở câu hỏi số 2, cho 4 đoạn thẳng AB, CD, A', B', C', D' như ở trong hình 2 và so sánh các tỉ số giữa AB trên CD và A', B' trên C', D'. Thì ở đây các em nhận thấy này, AB ở đây được chia thành 2 phần bằng nhau đúng không? CD ở đây là 3 phần, EF của chúng ta là 4 phần và C', D' của chúng ta ở đây là 6 phần. Và các phần ở đây thì đều là các phần bằng nhau đúng không em? Thế lúc này tỉ số, chúng ta sẽ có tỉ số của AB trên CD chính bằng 2 phần chia cho 3 phần, tức là bằng 2 phần 3. Và tiếp theo đó là tỉ số của A', B' chia cho C', D'. A', B' là 4 phần, C', D' là 6 phần. Lên tỉ số của A', B' chia cho C', D' sẽ là 4 phần 6. Mà chúng ta nhận thấy phân số 4 phần 6 thì có thể rút gọn được đúng không em? Phân số 4 phần 6 chính là phân số 2 phần 3. Lên từ đây thì các em nhận thấy được AB trên CD bằng A', B' trên C', D'. Nên từ đây chúng ta sẽ có kết luận, đó chính là AB trên CD thì sẽ bằng A', B' trên C', D'. Vậy là chúng ta đã so sánh được hai tỉ số này là bằng nhau. Đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 2, trang 57, sách giáo khoa toán 8 tập 2.